Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cũng đã có buổi tiếp đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng đến thăm và chúc Tết trong chiều nay nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Gửi lời chúc mừng xuân mới 2023 đến lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng Đặng Đức Ngân cảm ơn sự hỗ trợ đồng hành của mặt trận các cấp trong suốt thời gian qua đã tạo điều kiện để đồng bào giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, các hoạt động tôn giáo được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Với vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mặt trận các cấp đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa để tạo mối liên hệ gắn bó giữa đồng bào có đạo và người dân địa phương, tạo sự đoàn kết thống nhất tại khu dân cư. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng bày tỏ lời cảm ơn, lời chúc Tết của Giám mục Đặng Đức Ngân cùng các thành viên trong đoàn, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian đến, Giám mục Đặng Đức Ngân tiếp tục kêu gọi đồng bào giáo dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do mặt trận phát động, chăm lo cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, xây dựng thành phố ngày càng vững mạnh.